Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản cho mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay máy câu cho mọi người được. Đầu tiên là con máy câu này, Shimano Japan. Con này là con Demi. Đấy, Shimano Demi nha mọi người. Đây. Thấy tích tích tè tè đây. Cái này là cái gì mình không biết. Còn cái chế độ, mình không thấy cái chế độ khóa một chiều cho mọi người. Đấy, còn cái này là thắng tiết kìa, đây quăng cước, quăng cần đây, đây quăng cước đây, đấy đấy như thế nha mọi người. Đấy, sai con này thì mình không biết cái máy nằm này sai bao nhiêu nữa. Đây con số 1 giá 150.000 nha mọi người. Số 2 là một con Olympic Midgate 150 này. Đấy. Midgate Olympic da bằng nhé. Khóa một chiều này. Hai chiều này. Phóng cước luôn này. Đấy. Đấy. Côn này. Côn ở đây, siết côn rồi đây. Đấy. Nới ra. Ok. Là con số 2. Số 2 120.000 nha mọi người. Số 3 là một con Olympic Midgate gì đây? Midgate No 2 LVK. Đây. Máy in da băng nha mọi người. Đấy. Con này thì size to hơn hai con lúc nãy. Đấy. Khóa một chiều nè. Mở nè. Hai chiều. Rồi. Hấp luôn. Ok. Điều cước nè. Đấy. Này bằng kim loại nha mọi người. Cái mặt này bằng nhựa thôi. Thì có mặt màu này bằng nhựa thôi. Rồi số 3. Số 3 180.000 nha mọi người. Số 4 là một con Starseal CT 300 radio 5 chấm. Radio 5 chấm nha mọi người. Radio 5 chấm. Đấy. Con này size tầm cỡ 1.000 cho đến 1.500 mà khóa một chiều này, mở này. Ok. Con này đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được chưa? Đảo tay trái phải và gập gọn tay được. Đây, con này chất liệu là graphic nha. Đấy. Khuyên ra cước này, còn ok này. Cước số 2 vào 170 mấy, số 3 vào 120 mấy và số 4 vào 100 mấy nhé. Đấy. Nó tải cá khoảng cỡ 4,5 kg. Ok. Con này dùng tay trái tay phải gì cũng được. Này con số 4. Số 4 200. Này Korea nha mọi người, Korea. Xuất nhập. Đây. Số 5 là một con máy Ryobi. Ryobi. Con này bên này mắc miếng tấm tem bên này rồi. Đấy. Hai chiều này. Này da băng nha mọi người, da băng. Đây, chất liệu là kim loại, chất liệu là kim loại nhá, cấu cũng bằng kim loại luôn. Con này size tầm cỡ 900 nha mọi người, size tầm 900. Đấy. Đấy. Đây, không thấy cái thông số gì nhiều đây. Radio 4.8
Cứ số 2 vào 160 mét, số 3 vào 120 mét và số 4 vào 90 mét. Đây. Còn khuyên ra cước đây. Nó hơi cái đường rãnh cước đây chỗ này nha mọi người. Mọi người về đánh đi. Đánh cho nó trơn thôi nhé. Ok. Con này đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập tay gọn được. Gập tay gọn được này. Đảo tay trái phải và gập gọn được. Đấy. Này con số số 5. 5 190.000 nha mọi người. Số 5 190.000. Số 6 là con máy Daiwa. Này. Máy Daiwa AS02 Super Sport nha mọi người. Này. Con này thì bằng kim loại, cấu thì bằng nhựa graphic. Đấy. Con này thì da băng chắc cú luôn. Đấy nha. Ngoại hình đây. Tay thì đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gập gọn được nha mọi người. Này. Con này size tầm cỡ 1.000 cho đến 1.500. 1.000 cho đến 1.500 nha. Đấy. Cốt trợ lực này, cốt trợ lực này nhá. Có cốt trợ lực nha mọi người. Đấy, cốt trợ lực. Ok, nó không có ghi thông số cước nha. Khuyên ra cước còn ok này, còn đẹp này. Đấy, mình thử cái radio của nó thử. 1 2 3 4 Radio khoảng 4.8, 4.9 nha mọi người. Radio khoảng 4.8, 4.9. Con này con số 6. 6, 270.000. Số 6, 270.000 nha mọi người. Đây. Số 7 là con này. Con Olympic. Con này size 700 nha mọi người. Đấy, chạy bằng OBI nhé, chạy bằng OBI. Đấy. Con này bằng kim loại này, kim loại cấu, kim loại này. Có kim loại chỗ này nó có cái tem nữa mà nó tróc nó ra. Đấy. Ok. Khuyên ra cước này, khuyên ra cước này. Nhưng nó cứ còn khá là ok mọi người, về đánh sơ lên nữa thôi. Đấy. Côn này. Đấy, siết vào. Đấy, à. Đấy, nới là thi. Đấy, để mình thử cái radio. 1 2 3 4 5. Radio khoảng 5.2 nha mọi người. Radio khoảng 5.2. Đấy, da băng đây. Tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập tay được. Khóa một chiều này. Đấy. Con này con số 7. Số 7 200. Tiếp theo. Số 8 là con máy Daiwa size 700. Chạy OBI này. Đấy, chất liệu là carbon nhé, chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu là carbon. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập gọn tay được nha mọi người, đảo tay trái phải và gập gọn tay được. Mình quay tay trái nó không qua, mình vẫn cứ để tay trái mình thử cho mọi người nhé. Đấy. Con này thì tay quanh xuất nhập, đấy. Tay quanh nha mọi người, tay quanh đây, tay quanh. Đấy. Này, khuyên ra cước còn gốm này, còn ok này. Nói con ra. Cước số 2 vào 150 mét, số 3 vào 100 mét và số 4 vào 75 mét cho mọi người. Radio thì không thấy ghi ở đây. Thử đi. 1
2, 3. Hydro khoảng 3.9. 3.9 nhưng mà. Đấy. Taiwan xuất nhập. Con này con số 8. Số 8. 230.000. Số 9. Số 9 là một con máy Shimano size 1000 nha mọi người. Radio của nó là 3.4 này. Radio của nó 3.4. Chất liệu là bằng kim loại này, kim loại này. Cấu graphic này. Đấy. Tay thì đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người, gập tay được này, gập tay này. Đấy. Ok. Khóa một chiều mở. Ok. Đây, cước số 3 vào 310 mấy, cước số 4 vào 210 mấy, cước số 5 vào 160 mấy, số 6 vào 130 mấy và số 7 vào 110 mấy. Con này sai 1000 nha mọi người, sai 1000 nhưng mà con này ST 1000 nhưng mà thực ra mình nhìn thấy sai thật của nó to bằng cái con 2500 3000 nhá, 2500 3000 nhá. Đây. Shimano Familac Pacific Sport Pacific Sport. Ok. Đấy. Côn kệ gì ra không nghe tấp 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 nhỉ. Khuyên trừ cước này còn ok này. Là con số 9. Số 9 250.000. Số 10 là một con Daiwa Silverline 500. Con này size thật của nó nhìn nó tầm 1.500 2.000 nha mọi người, 1.500 2.000. Đấy. Ok. Chất liệu là bằng kim loại này, cấu là bằng nhựa graphic này. Tay đảo tay trái phải này, đảo tay trái phải và gập tay được này. Khuyên ra cước còn ok này. Đấy, có cái khắn chỗ này thì mọi người về đánh ra nhé. Ok. Thử cái radio của nó khoảng bao nhiêu. 1 2 3 Radio khoảng 3.7 3.8 nha mọi người. Radio khoảng 3.7 3.8. Này số 10 da băng này. Số 10 190.000. Số 11 là một con máy này đây. Con này chắc China, Taiwan gì. À đây, Korea xuất nhập nha mọi người. Korea xuất nhập. Đấy, con này. Ratio của nó là 3.4. Đấy. Con này thì không đảo tay trái phải và không gập tay được nhé. Không đảo tay trái phải và không gập tay được. Đấy. Ok. Khuyên ra cước của bạn cái thanh này luôn. Này đây. Cước nhựa gì đây. Light cap 0.23 ly là vào 120 mấy, 0.28 ly vào 95 mét và 0.33 ly vào 70 mét, 0.37 vào 80 mét. Ratio của nó là 2, ủa, ngoài khác trong khác ta, 2.92, ngoài này là 3.4, không biết cái cấu này, có khác nhau gì không, hai cái này khác ta, đấy, như thế nha mọi người, con này 40.000, này số 11, 40.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À, mọi người mua hàng từ đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship nhé. Và trước khi mọi người nhận hàng thì mọi người phải mở hàng ra kiểm tra hàng cẩn thận xem có bị gãy vỡ nứt gì không. Hoặc là bị sai sót gì so với trên video không. Có gì thì báo cho mình ngay lập tức nhé. Mình sẽ giải quyết vấn đề ngay lúc đấy luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những
trường hợp mà đã nhận hàng rồi với báo cho mình nhé. Cảm ơn người rất nhiều.